Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tuyết Tiền Tỷ. Hôm nay thì mình đang đi farm mấy cái berry các bạn, farm mấy cái fiber á, để mình lấy mấy cái aura này nè. Hôm nay thì mình cũng đã phát hiện các bạn mấy cái aura màu đỏ để các bạn. Khi mà mình tách nhỏ nó ra đó, cho nó hư đó các bạn. Đó, thì nó sẽ cho ra một cái aura đặc biệt đó các bạn. Cái aura đó là một trong những cái nguyên liệu chế tạo ra được cái hạt giống của cây nấm đó các bạn. Trồng ra được cái cây nấm của Gaia luôn. Trong này thì hiện tại là mình đang còn thiếu á. Bây giờ mình sẽ hút ở phía bên đây thử một cái. Bấm một cái thì mình thiếu 15 cái ăn với là thịt thối các bạn. Để làm được thịt thối trong cái mod Gaia lần này đó thì nó có một cái để chế tạo ra thịt thối đó các bạn. Cái bôi gì đó. Bôi. À, đây 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 này. Cái hùm này làm cho đồ ăn nó hư nhanh hơn nữa bạn. Cái này trong cái bàn Hades. Hades hình như là mình có rồi phải. Hades là phía bên hả? Cái này là cái gì? Hermes, còn bên đây gồm Aulo, còn bên đây à? Bên đây hình như là Hades đây bạn. Hades nhưng mà nó được chế tạo ở đây trong này các bạn. Đó. Ui, trong này có phải chế được anti pháp nữa không? Nhưng mà cần phải có những cái thỏi titan các bạn. Mới phải chế tạo được á. Và đây là các bạn. Bây giờ thì mình sẽ để cái hùm này nó đâu bây giờ nha. Cái hùm này bây giờ không biết để đâu đây. Ai, chắc là mình sẽ để ở trong nhà mình đi các bạn. Bên đây rộng lắm. Mình sẽ để nó phía bên này đi. Dạ. Sao mà rùi ha, rùi nó bay tùm lum tùm la hết các bạn. Thấy có hiệu ứng mấy cái hộp 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 nó bay tùm lum nè. Chắc là rùi á. Mà trong này thì mình sẽ hút trong này các bạn. Cái dụ 1.000 cái anh. Đó, nó bắt đầu sẽ sản xuất ra cho mình nè. Còn trong này nếu mà bỏ gỗ vô các bạn, ví dụ như mình bỏ 100 gỗ vô thì nó sẽ bắt đầu nó tạo cho mình than nha. Và đây sắp hư rồi nè các bạn. Để xem cho nó hư nó sẽ tạo cho mình nè mấy cái aura nha. Đó, bốn mấy cái aura liền các bạn. Ngon lắm. Bây giờ thì mình sẽ đem cái aura này qua phía bên đây để mình bỏ vào trong cái máy làm hạt giống trong này á. Rồi bắt đầu hút thêm một cái gì nữa đi. Ui, 11 cái luôn hả? 11 cái nhưng mà mình chế tạo vừa vừa thôi. Bởi này thì nó cần phải có nguồn năng lượng. Bật cái máy phát năng lượng lên. Sau đó thì bật cái phía bên đây lên. Chế tạo lại hai cái đi. Thêm một cái nữa các bạn. Đó, hai cái để dành sử dụng luôn. Còn cái này mình sẽ quăng trong này luôn đi. Để mà phía bên ngoài các bạn. Để bắt đầu mình sẽ bỏ trong cái ô trồng cây này ăn. Lần trước làm các bạn nhưng mà chưa có hạt giống. Bây giờ thì bỏ vô một cái. Nó chưa có nước hả? Bấm trong này một cái bạn. Để cho bắt đầu nó có nước, có phân được cái kiểu ăn. Và chờ đợi thử xem coi. Đó, bắt đầu có cây nấm nhú 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 lên rồi các bạn. Ngon luôn. Vậy là phải chờ đợi đây ha, cho nó ra nấm. Nhưng mà một ô vậy thì nó lâu lắm. Còn cái ô lần trước mình trồng cái cây này thì hôm nay có thêm lấy ra bớt này. Lấy ra bớt, cái này mình sẽ bỏ phía bên này các bạn. Cái này chủ yếu để làm bù la thôi. Còn phía bên đây thì có thêm một hạt giống nữa nè. Chắc mình sẽ làm thêm hai trái nữa đi. Thêm một trái nữa đi, thêm một cái nữa. Thiếu à. Hết aura rồi các bạn. Thôi thì mình sẽ làm thêm mấy cái bên đây nữa. Bật lên một phát. Dứt thêm một ô nữa để trồng thêm các bạn. Phía bên đây thêm một trái đi. Đó là bấm trên này để có phân, có nước. Sau đó thì bỏ hạt giống vô. Dần dần cây nó sẽ bắt đầu nhú 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 lên nè. Đó, bắt đầu có rồi ha. Ây da, bây giờ phải chờ đợi cho nó có thêm thời gian các bạn để nó mọc lên á. Trong lúc đó bây giờ thì mình sẽ vô phía bên trong, cho mình sẽ tạm thời tắt cái máy này đi cho nó ngừng hoạt động đi các bạn. Bên đây còn hạt giống hả? Dạ không. Ủa vậy là vẫn còn một hạt giống và làm thêm ô nữa được. Ây da, ôi là mất thêm một cục năng lượng nữa rồi. Chết không. Ở thì thêm một cái đi. Sẵn tay á. Mình tính đi làm cái cây cầu bạn. Để bắt qua những cái hòn đảo kế bên nữa. Để cho mấy con đệ tử của mình nó có chỗ đứng. Thì giờ bây giờ thì tính ra ha. Bây giờ bạn đặt cái này xuống trước cái đã. Đó, bắt đầu dướng dướng con cóc rồi nè. Chỗ này thì cho con cóc tới một chút đi. Lát nữa là chuyển con cóc qua bên cái đảo mới luôn á. Rồi bây giờ bỏ hạt giống vô, bấm một cái. Có phân có nước là bắt đầu nhỏ cây nấm mọc lên liền. Trong tập ngày hôm nay mình sẽ học chế tạo cái cây cầu các bạn. Cây cầu bằng gỗ luôn đi. Trong này nó có một cái loại cầu bằng gỗ. Ở level 25 này nè các bạn. Cái này cần có 400 gỗ ăn. Mà được chế tạo trực tiếp ở trên người của mình thôi. Đây, mình sẽ quất một cây các bạn.
chắc là qua cái đảo bên đây trước đã ăn. Đảo phía bên đây thấy đó nó gần nhất các bạn, cho nên là tới trước đấy ăn. Bây giờ cái đảo này full nữa, mình sẽ có một cái đảo kế bên nữa. Cái này thì bấm vô đặt ra đúng không, bấm vô phía bên kia một cái bạn, sau đó thì bấm vào phía bên đây một cái đó, nó bắt đầu có một cái bảng thiết kế ăn. Mình thử nhấn C vậy. Nhấn C là cái cầu nó cong lên cong xuống nè, còn nhấn X là cái cầu cao lên nè, cái này là cao lên nè, thấp xuống nè, cao lên chút xíu đi ăn. Rồi đã bấm V, V là nó bự đó bạn, cái này là size XL nè, còn size size nhỏ đó ăn, size medium nè, đó size lớn nè, rồi size này là lớn nhất luôn bạn. Rồi nó cần mình có gì á? Nhấn nghe để build hả? Ra. Ui, cọng dây kìa. Ai da, cọng dây nó lắc lư các bạn, nhưng mà cái cây này nó không có lắc lư theo á. Đúng rồi, cái cầu này nó phải lắc lư theo cọng dây thì nó mới đúng á, còn này khi cầu đứng im mà, trong khi cọng dây thì lại lắc lư. Đó, vậy là mình có thể qua được đảo kế bên các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cho ông đợi của mình đi qua thử là được không nha. Ồ, nó sao sao các bạn, cái cầu này nó sao sao á. Dướng rồi luôn à. Đây để mình gõ cục Twitter luôn em. Cào cục tiếp tờ cho nó đỡ vướng đường không? Xem có vấn đề của mình nó có qua được không? Nếu không qua được là mình chỉ có phương án là bích úp nó lên các bạn. Sau đó thì chuyển nó qua thôi. Cho nó thì nhảy lên một cái nha. Cho leo lên cái cầu hẳn đi. Đó. Chỗ cái đầu cầu nó bị vướng vướng làm sao không? Đó giờ mình có thể đem chốc qua bên đây được rồi nè. Nhưng mà mấy con bự bự thì chắc là đi qua không được rồi. Mình nó thì đi quay lại ngon lành lắm các bạn. Cái cầu chắc để dành cho người đi chứ không phải là dành cho thú đi rồi. Nhưng mà đó bây giờ thì đi ngon lành đó bạn, Raptor của mình nó hay qua được rồi nè, nhưng còn mấy con bự bự thì không biết có qua được không ăn. Đâu để thử ấy. Mấy con bự bự gì con bọ ngựa đó, bọ ngựa thì nó sẽ bự hơn chút xíu so với con chóc với Raptor ăn. Để xem em có lên được không. Ui con này thì lên được các bạn, nó hơi giật 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 chút xíu thôi nhưng mà cũng qua được nè. Mình sẽ thử con bự hơn chút xíu nữa như là cái con Tero các bạn, qua phía đây để mình dọn dẹp cái phần berry bớt ăn. Berry bên đó nhiều quá. Velo thì ra thử thôi. Chuyển qua luôn. Ok, đầu cầu thì nó hơi giận chút xíu ha, nhưng mà nhảy ra một cái thì cũng qua được thôi. Nói chung là qua được, qua được, qua được. Chỉ sợ con gì đó, con Stero nó không qua được thôi. Stero thì nó hơi bự hơn chút xíu ha. Qua được luôn nè các bạn. Con này thì xuống thì hơi giật giật chút xíu ha, nhưng mà cũng xuống được. Đó, mình sẽ xuống dưới này để mình dọn dẹp hết các bạn. Ui, nấm bự lên đây các bạn. Nấm bự lên rồi nè, nhưng mà có cây trong này chưa? Có rồi nè. Aura mất rơm nè. Cái này nếu mà mình lấy ra thì nó sẽ hư đi nha. Nó sẽ hư đi mà nguyên liệu này không biết là phải để dành cho con Dodo ăn không ăn. Còn phía bên đây thì có thêm nữa nè. Ok, mớt rơm để mình tìm là mớt rơm thôi đây. Đúng rồi bạn, từ hạt giống mình sẽ tạo ra được aura mớt rơm đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ lần trước mình nhớ là mình có loot được trong cục phính là cái loại mớt rơm nó khác nữa các bạn. Đây trong này mình loot được cái loại mớt rơm này nè, với cái loại mớt rơm mình trồng được là hai loại khác nhau. Qua nhớ lại tìm mấy con đơm đơm thôi. Dưới này có cục phính nè, cục phính này hay cũng có mớt rơm trong đó lắm. Nhưng mà lần này thì không có này. Tôi vừa 30 vậy. Ui, yên củi con chuột không các bạn. Thôi có anh cứ lúa đi anh. Với lại một cây em cây liềm nữa anh. Ui, cái này để chặt cây với bạn. Chặt cây ra Naco Berry à. Thảo ma dữ hả. Quá hết trời Naco luôn, là toàn là Naco thôi. Còn đập cho mấy mũi Berry thì lại không được anh. Vậy này để chặt cây đó, toàn là lấy được Naco không luôn các bạn. Vậy cái này để chiên thì pan Naco à. Rồi đi xuống phía bên dưới các bạn, tìm con đô đô thử xem nha. Và dưới này có thêm một cục phính nữa nè. Phính này thì cũng chỉ mấy đồ linh tinh thôi, có mình cứ lụm đại đi các bạn, không có mất rơm. Rồi xuống phía bên dưới thôi. Lần trước mình thấy có con đô đô red ở phía bên này nè các bạn, nó ăn cái mất rơm ăn. Hôm nay thì nó không biết đâu rồi nữa.
Tôi lại mất tiêu luôn. Đây đây đây, nó đây nè bạn. Nó có level có 220 chứ. Để mình thử xem coi nó có ăn được cái này không. Trong ống dòm thì nó ghi cái ăn cái loại kia ấy. Vậy là không được các bạn. Bắt buộc là phải ăn cái loại nấm này nè. Nấm này là nấm mình loot từ cục hình các bạn chứ không phải mình farm được. À, nó ăn nè. Nhưng mà con này level thấp quá. Để mà mình vòng vòng thêm các bạn. Xem có con level nào cao hơn nữa không ăn. Đi vòng vòng trên đảo này thôi. Mình thấy nó hay xuất hiện ở trên này đó. Lượng lượng kiếm thì một con. Level khoảng tầm qua trăm mấy 400 hoặc là 500 đó bạn. Nhưng mà level càng cao thì nó ăn càng nhiều không. Không biết nấm đâu có để cho nó ăn nữa. Rồi cứ đi tìm đại đấy bạn. Có cái con heo nè. Heo lửa. Heo lửa này nhìn có vẻ như nó không mạnh lắm ăn. Nhưng mà nó ăn cái sung cua. Sung cua bây giờ cũng chưa có nữa. Ui, tổ hải ly lại có nữa nè các bạn. Lần trước lút rồi hôm nay lại spawn nữa. Cho nên lút tiếp. Đem xi măng về. Rồi giờ thật nhanh bạn. Bên đây thì con này là con xe ri. Không phải đâu đơ rồi. Bên đây còn đùa. À đây 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 có con đó bạn. Con như này như đây. Ui có 160 thôi à. Igan. Và hướng bên đây này có thêm một con nữa nè. Con này như đây. Ui 100 nữa hả. Bên đây nguyên một đùi với con hải ly luôn. Ngoài này thì cùng map rồi. Lên trên này có mấy quặng mỏ đá. Ai như đây. Ui một cái quần các bạn. Ồ sắp sửa cũng rớt rồi nè. Ok. Chờ đợi chút xíu hay là mình sẽ có thêm một cái quần nữa. Hiện tại mình đang mặc cái quần 2000 mấy giáp hả. Trời ơi quần này không biết bao nhiêu giáp đây. Nhìn cũng xịn sò lắm. Nhưng mà bên này trước đi. Có con gì đi. What? Đi ra các bạn. Ui nghi cái em nó đi quá. Đây mình sẽ đánh phụ nó các bạn. Tự hết nó còn hải ly đây nè. Ôi nó cắn mấy hải ly kìa. Nhưng mà đánh nó ăn thịt đó các bạn, nó hồi máu nhanh lắm. Ui chắc là mình bắt luôn con này các bạn. Con này cùng thể với con Raptor lần trước mình bắt nè. Con này có hiệu ứng đánh chảy máu rồi ăn thịt cũng hồi máu trở lại nữa. Mà nó là Hila nữa chứ. Nó có thể leo được các bạn, leo trèo được đó, ngon lắm á. Ui trời 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 trời. Gigan mới spawn lên luôn. Ôi da da nguy hiểm quá vậy. Có cả Engen nữa đây các bạn. Engen level 60 vậy. Lấy con Engen luôn. Engen để dành sau này tìm con level cao cao á rồi dứt luôn. Có con Hila đó ngon lắm mà. Nó có con Gigan cái bên nữa chắc Gigan. Rồi nó cắn Gigan luôn các bạn. Ui nhưng mà nó cắn Gigan chảy máu kìa. Why? Nó cắn Gigan chảy máu mà Gigan cắn rồi nó không thấy chảy máu ăn. Ồ vậy là hình như nó kháng chảy máu các bạn. Ồ có Hila, à có Harry nữa nè. Hình như Gigan này nó đánh phụ hả bạn. Vậy là con này mình bắt được nè, lấy bộ ngựa qua các bạn mình bắt được nó đó. Qua phía đây mình lượm cục hính trước cái đã. Xem một cái quần được bao nhiêu giáp ăn. 1000 mấy giáp thôi à. Với lại một cái gì đó nhìn lạ lắm các bạn. Hình như một cái món vũ khí gì nhìn lạ lắm. Đây đây để mình lấy xuống phía bên dưới thử coi. Vũ khí zin nè. Cây này nhìn giống như cây dùi cui quá. Dùi cui có gai à. Ờ à, đúng rồi bạn. Dùi cui có gai. Dùi cui này không biết có đánh tăng turbo không đây. Dùi cui này à chỉ có tăng đam thôi bạn chứ không có tăng turbo. Không như cái dùi cui của con bò ngựa đang cầm đâu. À đi vào phía đây nè. Con này chỉ cần tóm trúng lưới sau đó sử dụng bọ ngựa đập đó thôi là được các bạn. Ê, ui, nhưng mà con này thì sử dụng xuống lưới không được. Phải xuống dưới. Đâu rồi. Đây rồi. Hên quá tóm được các bạn, không tóm được chắc là tiêu mình luôn quá. Tiêu chiến thần. Đổi qua cây dùi cui liền. Giả. Giả cho phát. Đi ra xa xa các bạn. Sau đó thì nhảy vô vồ. Ủa thấy cũng vậy ha. Rồi mình cứ vào đại các bạn. Con này thì turbo có hai mấy ngàn thôi là xỉu. Ủa lâu lâu nó sốc lên các bạn. Chí mạng được 700 mấy đam này. Cái nó xỉu luôn á. Càng đam càng cao thì nó sẽ tăng turbo càng nhiều á. Cho nó xỉu luôn rồi. Và con này thì cần ăn thịt chín nè. Vậy là phải là về lấy thịt thịt cừu đã được nướng các bạn. Cho nó ăn rồi. Về với lại căn cứ một phát á. Vậy nó phải chờ đợi cái này cho nó hư các bạn. Thử xem coi. Nó có tạo ra loại mất rơm mới không. Trong này thì nó có thêm nữa nè. Nhiều lắm luôn á. Mà không thấy chế tạo ra mớt rơm. Con này chưa có. Và đây thì thịt. Thịt mình nướng ở trong này hôm nay thì có này các bạn. Nhưng mà thịt này thịt đùi. Mình cần có thịt cừu đã được nướng. Cho nên là lấy thịt cừu ra phía bên ngoài thôi.
đồ cho mày không có ăn. Bên chim thần này không có nè. Đây có các bạn. Lấy một ít mình nướng đi. Ở phía bên này. Bên đây vẫn còn đang cháy lửa. Ừ, tắt được ít đi. Nướng hai bên luôn cho nhanh đó bạn. Rồi ok. Em này để coi coi nó cần bao nhiêu đây. Nó cần có 26 các bạn. 26 cái cục thịt cù nó được nướng thì mới được. Ôi chờ nướng nhiều nhiều đúng không. Rồi mình quay trở lại các bạn. Chờ đói thật nhiều đi, lát nó quăng dần cái một là xong luôn. Bên đây thì có thêm một cái con. Ủa cái con như này là con Raptor. Con như này con Manticore co 560 luôn nè. Ủa nhưng mà có đô nổ đây ăn. Mình thấy có con gì này nè. Hình như con Raptor. Ờ đúng rồi Raptor chắc Raptor. Ui level 20 à. Con này nhà mình có rồi cho nên là thử nó luôn. Nghe tiếng đô gần. Ui xuất hiện Guardian nè. Tưởng con gì đó mới chứ. Mình xuống mình lụm đồ nhanh đó bạn. Đó rồi chạy 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 chạy. Chạy liền. Con Manticore này không biết là mình đủ level để làm yên cửa cho nó chưa anh. Bỏ đi tấn công Harry luôn kìa. Tháo chiến dữ nè. Đại ca Manti. Có măng tiếp thôi chứ không có măng phi co bạn. Vậy là con này chắc là cưỡi luôn quá không cần yên cưỡi nè. Được các bạn biết tóm xuống lưới được không anh? Lên xuống lưới được thì quá là dễ dàng. Ui không được các bạn đó lè. Con nó không cho tóm xuống lưới. Vậy làm sao mà có thể sử dụng được bọn ngựa bây giờ, hơi căng á. Đây có mấy con linh tinh thôi. Nãy mình thấy có con đồ đồ dưới này các bạn. Ủa 220 nữa hả? Trời y như con bên kia luôn ạ. Thật chứ mình sẽ bắt con này quá. Để thử xem coi. Được không mình thu phục con này luôn các bạn. Con này mình sẽ để đây đi. Mình sẽ lấy chiến thần của mình qua các bạn. Đó. Nó bay hấp hấp về thì mình nhảy dồn nó một cái. À dính luôn nè, dính luôn nè. Được 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 được. Ui trúng cái con Harry. Nè 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 nè. Ai dạ. Con Harry sẽ là tăng cơ cho mình các bạn. Còn mình thì rình rình mình nhảy vô một cái ha. Nhảy vô một cái. Ui ơi trúng con Harry không vậy. Đó. Rồi Harry nó đánh mình chứ không đánh con kia đâu. Đó 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 đó. Cành cành góc, cành góc mình đứng ra trên đội bạn. Bắt đầu mình nhảy vô vô một cái. Vô thêm một phát nó dính nè. Dạ dạ. Harry đánh cũng đau ăn. Harry là 300 thôi. Nó thì nửa cây turbo các bạn. Nhưng mà cũng nửa cây máu rồi. Dính nè, đó dính 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 được thêm một cái nữa. Tìm vài phát nữa thôi em mất xỉu rồi. Dính nè. Hên quá con Harry tăng cơ cho mình. Lắp vào góc này luôn. Né 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 vào luôn nha. Bây giờ xây lại nè. À cơ hội cơ hội cơ. Không 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 không. Đây rồi. Dính. Ô sắp xỉu rồi sắp xỉu rồi. Dính nhiều phát nữa. Ô nó xỉu rồi nó xỉu rồi nó xỉu rồi. Còn con Harry này thì giờ cho một cái. Chưa xỉu à. Dính một phát nữa nè. Rồi Harry này thì mình sẽ chuyển sang sử dụng cây giáo bạn. Để lấy thịt đó luôn á. Giật 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 giật. Ok. Xong em Harry rồi. Còn ở trên này thì măng phi con này ăn gì đây? À thịt cừu các bạn. Thịt cừu hình như con này của mình có nè. Lấy cho nó ăn ít thôi. Nó cần bao nhiêu đây? Nó cần 19 cục ăn. Mình cho nó 30 cục luôn. Ok cắt vô cắt vô. Ui vậy là hôm nay đi săn Dodoret các bạn. Nhưng mà phát hiện ra con này cho nên là sẽ bắt luôn đi ăn. Vậy là sắp sửa có con nha. Quá giật á. Đại rồi. Thì một chiến thần nữa các bạn. Nhưng mà chiến thần này lạ lắm. Dodoret bây giờ chưa có mết rơm á chứ. Trong mết rơm mà nó ra cây gì đâu không à. Cái này thì còn lâu mới hư ăn. 16 phút nữa. Phải chờ đợi hơi lâu á. Và bây giờ mình sẽ đi vô trong này thêm các bạn. Cái này có mấy con Gali đồ á. Cái toàn mấy con cùi cùi không á. Vô thêm á. Đây con đồ đồ rét nữa nè. Ôi 380 được nữa bạn. Chắc là con này á mình thu phục nó luôn quá à. 20 mấy cái hả. Trời ơi level càng cao càng cho nhiều nắp hơn nắm hơn các bạn. 27 cái mớt rơm luôn. Trong đó thì đô đô. Con tét
xuống mình là quất một phát cái đã. Ba thêm ít mạch điện nữa. Giật luôn. Đô đô này là đô đô, không phải đô đô nổ nên không sợ. Bắn cho một cái. Giật luôn con đô thêm xanh đi. Đậu xuống luôn bạn. Đậu xuống chơi cho lên nó luôn chứ sợ gì nữa. Tìm thêm có đô đô rét nào cao hơn nữa bạn. Mà cao hơn nữa thì lại cần nhiều nấm hơn nữa. Bắt thì xịn thì đó, nhưng mà nó cần phải có nhiều nấm hơn nữa. Dưới này thì ui trời, level 80 nha, chỗ đảo con gấu nè các bạn. Level 80 thì bắn vô một cái, bắn một phát dính hai đam luôn à. Hình như có con là đứng gần hay sao á. Bắn vô một cái nữa, con này lượn vài vòng cắn thường thêm vài cái nữa, bắn thêm một phát nữa là em nó đi mà. Level thấp quá, hôm nay như mình đủ level để bắt con này nè các bạn, nhưng mà level thấp quá cho nên là tử luôn. Bên đây có Hila nữa nè, 280, nhưng mà bây giờ mình đã có Hila hệ xịn rồi cho nên bắt Hila hệ xịn đi. Con kia thì vừa có hiệu ứng chảy máu nè, vừa hồi máu nữa. Còn con Hila đỏ đó là nó chỉ có cái hiệu ứng là cháy lửa hả bạn, chứ không có hiệu ứng hồi máu nè. Đi vòng vòng hồi thì mình quay trở lại con 220 nãy nè. Rồi sẵn đây mình ghé về căn cứ của mình luôn bạn. À, đồ Titan luôn kìa. Wow. Bây giờ bắt đầu xuất hiện ra đồ Titan đó bạn. 7000 giáp. What? Phải không? Ui cái quần các bạn. Chà chà. Quần Titan này màu đen á. Hợp lý với cái cuốc Titan nữa. Ai da. Mà đói quá, để mình ăn vô một cái. Vậy là mình thấy chỉ có cái con gì bạn 380 là thấy ổn nhất á. Nhưng bây giờ cũng không có đủ mét rơm cho nó ăn nữa chứ. Quá nhiều thứ. Rồi bây giờ về lấy thịt trước đã. Giờ thịt trong này thì có được 10 cái. Phía bên đây thì được thêm 10 cái nữa là 20 cái. Vẫn chưa đủ cho nó các bạn. Có thêm hạt giống nữa nè. Hạt giống này là để trồng nấm nè. Được hai mấy cái à, 23 cái. Phía bên đây 3 cái nữa là 26 cái. Hình như là đủ luôn rồi đó. Quay trở lại. Còn con đô đô măng phi co này thì chưa xong á. Còn đô đô dưới này thì chắc là cho nó ăn luôn một cái quá. Bí mình đầy đó. Có gia tài đúng có một cái nấm đó bạn. Ủa thì có cứ cho nó ăn trước đi ăn. Rồi tính sao vậy. Còn vấn đề không được thì phải tìm cách trồng nấm tiếp thôi. Ăn đi cưng. 27 cái. Vậy là mình còn 26 cái nữa hả. Trời được có 6% thôi à. Căng cực luôn á. Thôi thì cũng đánh dấu em nói lại luôn các bạn. Hôm nay tan 3 con cùng một lúc ăn, nhưng mà không biết là được mấy con đây. Chắc chắn được 2 con rồi đó. Còn con đô đô kia thì chưa biết làm sao nữa. Con thì đủ thịt ra, chỉ cần chờ tỉnh nữa thôi là xong. Còn em ở phía bên đây thì đói dữ lắm luôn các bạn. Đói như đó cực kỳ đói luôn. Bây giờ thì 26 cục. Thả vô cái chắc nó ngoạm một phát một xong luôn à. Đó tăng 4% vậy. Cũng hơi lâu á. Mấy con cao cấp hơn bắt đầu khó tem hơn rồi đó. Đó dần dần nó cũng sẽ ăn rồi. Chỉ còn vài chục giây nữa thôi các bạn, là cái nấm đầu tiên nó sẽ bị hư đi nè. Theo như thông tin nó ghi trong phần cái nấm đó các bạn, thì hình như là nó hư là nó sẽ mất luôn á. Chứ không phải là tạo ra cho mình cái mết rơm kiểu như là để tem cho con đô đô đâu. Mà ngược lại các bạn, trong này mình mới coi kỹ lại trong phần thông tin của cái hạt giống này nè. Cái hạt giống này mới là cái hạt giống tạo ra được cái cây kiểu như Gaia mết rơm các bạn. Còn cái hạt giống nãy mình chế tạo lại này là Aura mết rơm đó. Trời ơi, thấy nó ghi là mết rơm cứ tưởng là cho ra được cái nấm để tem con đô đô chứ ai ngờ không phải. Vậy là phải chờ đợi các bạn có thêm cái Aura dưới này ăn, mình mới thể chế tạo được cái hạt giống này rồi. Hút thử một cái đó bạn, thiếu 3 cái nữa thôi à. Cái này mà nó hư đi là mình sẽ có một mớ rồi đó, là đủ luôn. Còn đây thì nó hư đi rồi nè, mình sẽ tìm mớ rơm lại thử đây. Đúng rồi bạn, nó hư là nó mất luôn mà không có gì hết à. Vậy là phải chờ đợi thêm Aura bạn. Còn phía bên kia thì con Hila 98% rồi. Uầy, sắp sửa cũng xong các bạn. Qua phía bên đó để mình dẫn em nó về thôi. Hiện tại là mình đang còn 3 cái chắc cơ á. Còn con măng phi cơ dưới này thì sắp sửa cũng xong luôn các bạn. Đó, cuối cùng thì cũng đã xong rồi nè. Wow, con này thì lên cưỡi liền được không? Mà không cưỡi liền được các bạn. Phải chắc cơ cho nó ăn. Rồi
Có cái vào trong remote đi, để chuyển nó về cho thuận tiện hơn. Còn phía bên đây thì được 86% thôi. Trong cái yên, trong cái số yên cửa trong này nè, mình sẽ tìm Thi thử coi. À Thi có nè bạn. Ui trời ơi, 101 giáp hả? Nhưng mà sử dụng cho cái con này không biết được không đây. Hy vọng là được á. Con này thì à được luôn nè bạn, ngon. Trời ơi. Ui. Con này thì nó nhảy lên, hình như leo lên được bạn. Rồi mình sẽ leo lên nhà mình thử coi. Tìm cho đó là mình leo leo luôn ha. Chỗ này thấp quá, phải đi xuống phía bên dưới thôi. Gan nó mà cắn chảy máu nữa thì chắc là tụt máu xuống nhanh lắm á. Nhưng mà con này máu hơi giấy các bạn. Cái hệ này được cái là hồi máu nhưng máu giấy lắm. Để leo thử cục Ritter thử nha. Đúng rồi bạn, đó phải giống như con Vanilla chứ. Ít nhất là cũng phải có cái khả năng của Vanilla. Rồi con này thì nhảy xuống. À nè, tới thử đam bạn. Con ngựa cắn thử thử một cái thôi. Đó, có chảy máu nè. Rồi ăn xác thử ha. Đúng rồi, ngon lành, có hồi máu luôn các bạn. Con này máu giấy nhưng mà được cái là hồi máu ăn. Đánh mấy con nhỏ nhỏ như vậy nè. Đó, ăn thịt là hồi máu. Còn mấy con nhiều máu như Gigan là mình cắn là nó bị chảy máu. Mình có thể chơi theo kiểu hit and run với nó được không ăn. Con này là một con 180 thôi bạn. Thử xem ha. Ghê ghê, thấy ghê ghê sao á. Chơi luôn đi, không sợ, không sợ, không sợ. Vô nè, cắn thường một cái là chạy. Ờ, chảy máu các bạn. Ui, máu tuột xuống kìa. Máu tuột xuống hơi hãm luôn á. Đây, gần gần sau lưng đó bạn. Ờ, con này nó đù lắm cho nên là cắn nó được. Nhưng mà con này phải cắn thì vừa cắn thì chạy chứ không nó cũng chảy máu mình dữ lắm. Cắn nhường trở lại mình cũng chảy máu á. À, dòng nè, dòng nè, dòng nè. Đó, đó. Đó, câu kéo lên cho nó chảy máu thôi là được. Rồi. Con này thì không có farm được cây rồi, con này là thuộc dạng ăn thịt. Siêu chiến binh, siêu chiến binh. Này, chạy đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ai hết liền. Gì nó ăn cái con nhỏ đầy máu trở lại rồi các bạn. Ôi, thôi, 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 thôi. Nó mới ăn con gì nhỏ nhỏ đầy máu trở lại rồi. Ủa nó cũng không quên mình, nó dí mình tới cùng luôn cơ. Cái ghê vậy. Lên trên liền, lên trên liền, lên trên liền. Ờ à, lên trên này làm sao nó giết được mình. Thôi ra. Nhưng mà con này không cầm súng được ha. Phải cầm súng được, trên này mình nã xuống thì còn xong đó rồi. Ờ à, dịch chuyển như vậy căn cứ liền các bạn. Chạy liền, chạy liền. Dịch chuyển được luôn. Con này với lại con Raptor là cùng một bộ nè. Kiểu như trong suốt ha, nhìn thấy được trái tim của nó bế bên trong luôn á. Còn Manticore nữa. Xuống mình lấy Manticore. Mà trong này hư, à sao sao sao, từ từ từ. Nó hư mấy cái aura hết đó bạn. Mình sẽ chế tạo thật nhanh chứ để lát nữa nó hư nữa. Bỏ vô trong này cho nó chế đi. Lại bắt đầu chế tạo hạt giống hai cái luôn. Trồng ở ngay kế bên luôn các bạn. Đó, bắt đầu bỏ ở trong này. Rồi cho nó nước với phân vô các bạn. Bỏ cục phân trong này hả Dũng ơi. Tại phân xịn trong này luôn. Đó, bắt đầu nhú nhú lên đó bạn. Nhú nhú cái cây lên đó ăn. Trong này bây giờ cái này mình chưa cẩn bạn cho nên là bích up lên đi. Đúng rồi, bích up lên để trồng lại cây mới á. Quá nhiều thứ phải chuẩn bị các bạn. Còn con măng phi co dưới này nữa chứ. Đặng xuống dưới này mình cưỡi thử măng phi co luôn á. Đây xong rồi đó bạn. Con này chắc lên cưỡi liền được, không cần yên cưỡi nè. Cất con này đi một phát. Đúng rồi, lên cưỡi liền được luôn các bạn. Tắt đi phần đánh dấu em nó. Cho nó ăn xác á. Uầy, pha được nhiều thịt nhiều da lắm. Ua cái gì vậy? À chi chuột phải bạn. Chuột phải à, quẩy đuôi bắn lửa. Đốt cháy kìa. Nhưng mà đã không cao lắm ăn. Được 200 mấy đam thôi. Còn chiêu C. Chiêu C cũng bắn lửa ăn ít. Ít không có. Đừng cho anh quy R O không có. Vậy là có chi chuột phải. Đó, cắn thường 900 mấy nè. Có một mình lẻ loi là 1000 mấy đam liền. Còn chiêu chuột phải là chích cái đuôi có hiệu ứng gì á. Còn chiêu này là bắn lửa. Nếu mình bắn ở trong ngọn núi này thấy nó nổ sao á. À bắn vô nó nổ ra nữa các bạn. Nhưng mà đã không cao á. Chủ yếu con này bị cắn thường thôi. Con này lên thử cái tốc sức mạnh cho nó cái. Nó bay không nhanh bằng được như con bờ te. Hơi chậm, hơi chậm. Đây 140 nè. Vô cắn thường. Ui bây giờ 2000 mấy đam. Ui, ui bên đây có Manticore nữa nè.
Hồi nãy đâu có đâu anh. À level 40 hả? Rồi quay trở lại có xuất hiện nè. Dứt luôn. Dài phát thôi là em nó đi. Giờ tính ra con này đang vật lý luôn các bạn. Hiệu ứng thì cũng có đó nhưng mà không cao. Có bắn nè. Chuột phải nè. Giờ thì đậu xuống đất đó là một chiêu khác nữa. Đậu dưới đất là chiêu C này thì nó nổ tại chỗ các bạn. Nổ tại chỗ này thì có 3 đam vậy. Được cái là đốt cháy thôi. Còn chuột phải là chích văng ra. Đậu xuống đất không ngon bằng là bay ở phía bên trên bắn xuống á. Dù bay giờ cắn cũng mạnh nữa. Thôi bây giờ thì trời ơi bị dính hiệu ứng mù rồi. Mình sẽ đi farm thêm mết rơm nữa các bạn. Bây giờ thì đã có mết rơm rồi. Bây giờ mình sẽ vô phía bên trong này để mình chế tạo luôn. Bỏ mết rơm trong này ăn. Sẽ bấm bên phần nè. Farm mình một phát. Ủa bên đây chứ. Bấm bên đây thêm 2 cái nữa đủ không? 2 cái đủ luôn các bạn. Nhưng phải chế tạo thêm một ô trong này nữa. Vậy là mình sẽ có được tất cả là 3 ô trồng cây luôn rồi đó. Đặt phía bên đây luôn ăn. Chuẩn bị chuyển con Raptor đi chỗ khác là vừa nè. Trong này thì hạt giống mình sẽ tìm luôn một cái. Một hạt thôi. Bấm vô. Đó. Có phân đồ cái kiểu bên đây thì cũng bỏ vô luôn bấm một cái. Còn phía bên đây thì nấm cũng đã mọc đó bạn. À có được một cái rồi nè. Ok. Vậy là dần dần trong này nó sẽ tạo nấm thời gian các bạn. Mình cần phải có rất rất là nhiều nấm luôn á. Đó hộp dạng chiến binh siêu leo trèo của mình luôn á. Thì để phía bên dưới này thôi. Đem phía bên dưới luôn. Còn con Velo thì cho nó lui 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 lại một chút. Dướng dướng cục Riptor á. Dưới này chắc phải đem Ankylosaur xuống dưới này mình đập hết Riptor nè. Đập hết đá, đập hết Riptor. Rồi con khủng long Bison này cũng có thể farm được berry nữa nè. Ờ con Bison này để farm gỗ hả bạn. Bison này lạ lắm, Bison này Bison ăn thịt. Và Manticore đó bạn. À, lấy con cano trước đi ăn. Đó cano nè. Rồi Manticore. Manticore. Đó cho nó lên lên chứ cái đẹp. Con này chắc là phải đặt tên nó là con quỷ lửa các bạn. Rồi, con này thuộc dạng kiểu giống kiểu đánh ra hiệu ứng lửa đó. Cho nên sẽ đổi tên nó là thành quỷ lửa đây. Bấm quỷ lửa ở trong này một cái. Ok. Nó cũng là chắc cơ ha. Terry này còn Hila chứ. Hila thì ở phía bên đây. Raptor thì phía bên đây bạn. Đó hai con này cùng một hệ nè. Và Mushroom thì chắc là phải chờ đợi thêm rất là lâu đó bạn. Có đủ hình như 20 mấy cái Mushroom á. Đó được thêm mấy cái nè. Có được thêm... Ủa 2 cái hả? Cũng hơi xui á. Có cái ra nhiều, có cái ra ít. Bên thì chưa có á. Vậy là mình có được 4 cái bạn. Chắc là sắp tới mình sẽ chờ đợi cho đủ bạn. Sau đó mình sẽ quay trở lại để thu phục con Dolores luôn ăn. Để đem về bạn xem con đó mạnh hay yếu ăn. Trong tập ngày hôm nay thì được thêm 2 chiến binh mới nữa thôi các bạn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi. Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình cũng như series ARK Gaia thì đừng quên cho mình xin một like cho video để mình biết các bạn thích. Mình làm tiếp cho bạn cùng xem đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.